Mở đầu bản tin là video quay lại cảnh các lính Nga ra sức chạy trốn khỏi cuộc tấn công từ UAV thuộc lữ đoàn 47 Ukraine ở vùng Donetsk. Video này quay lại hoạt động chiến đấu của các binh lính Ukraine tại Avdiivka, vùng Donetsk. Tiếp đến là video cho thấy ở hướng Zaporizhia, lữ đoàn pháo binh riêng biệt thứ 44 của Ukraine tấn công vào vị trí của quân Nga. Video này lại cho thấy UAV của lữ đoàn cơ giới thứ 3 Ukraine tiêu diệt xe quân sự và bộ binh Nga. Video quay lại cảnh các lính Nga đang ngồi trong xe thì bất ngờ bị tấn công bởi UAV của Ukraine. Video quay lại cảnh chiến đấu của các chiến sĩ thuộc trung đội hỗ trợ hỏa lực của đại đội xung kích số 3 và tiểu đoàn xung kích số 1 của Ukraine ở vùng lân cận Avdiivka, Donetsk. Готов для булька. Сейчас. Пострел! Пять ушло. Пять ушло. Và đây là video tổng hợp các cảnh quay từ đơn vị Neptune của Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt Azov số 12 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, NSU. Một xe thiết giáp MTLB của Nga bị phá hủy bởi UAV của đơn vị Voron 100 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.
hai chiếc xe tăng T-72 mà Nga bỏ lại trên chiến trường bị phá hủy bởi UAV của lữ đoàn Charger số 71. Chiếc xe quân sự này cũng chịu chung số phận khi bị lính Nga bỏ lại trên chiến trường. Video cho thấy UAV của Ukraine thả lựu đạn tấn công một bãi đạn pháo của Nga. UAV của Ukraine đã phát hiện một vài người lính Nga di chuyển qua lại tại một nhà để xe. Sư đoàn xung kích thứ 3 của Ukraine lập tức điều UAV phá hủy nơi trú ẩn này của kẻ địch. Video cho thấy, đây là một robot rải mìn của lực lượng vũ trang Ukraine. Video này do một người lính Nga quay lại cho thấy, một vị trí Stalin của Nga bị drone FPV của Ukraine phá hủy. Вот этой стеной полностью придавило, то мы ее расколотили. Вот он вход в нашу норку. Вот так вот. Здесь пацаны отдыхали, Сармат сел покушать, там он доширахи разложил. Вот такая херня. Тунгус успел заскочить вот сюда, а я только вышел, короче, и пошел к пацанам. Я успел только к ним заскочить и услыхал ее. Мы у них там засели, а тунгус здесь выползал полетать, поработать. Ну вот такая вот тема. Скорее всего, термобарчиком сюда залетела. Нихерово так вообще вскрыло. Кабеля все перебило. Вот здесь, которые у нас туда шли, вон там на вынос. Здесь, которые кабеля шли, все перебило, короче. Электричество. Ну, выноса все, короче, на радейку, на дроны. Вот так вот. Самая быстрая карьера Старлинка в истории Старлинков. Теперь он как детская погремушка. Thông tin đăng trên Telegram cho biết, Cục An ninh Ukraine đã bắt giữ một đặc vụ Nga đang do thám các tổ hợp phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kirovohrad nhằm cung cấp thông tin tình báo về lực lượng phòng vệ Ukraine cho các cơ quan đặc biệt của Liên bang Nga thông qua Telegram. Trong số các mục tiêu ưu tiên của người này là các điểm triển khai hệ thống phòng không của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đăng trên mạng xã hội X một số hình ảnh kèm thông điệp như sau: việc sản xuất UAV
đạn pháo và thiết bị ở Ukraine thực sự tạo ra sự tự do cho chúng tôi, sự tự do của người Ukraine. Bởi vì trước một cuộc chiến tranh tổng lực, sức mạnh là nền tảng của tự do. Tôi biết ơn tất cả những người đang phát triển các hệ thống không người lái, thực hiện những thay đổi cần thiết và sử dụng thiết bị này để cứu mạng các chiến binh của chúng tôi và tiêu diệt những kẻ chiếm đóng. Tôi cũng cảm ơn tất cả các đối tác đã làm việc với chúng tôi trong quá trình sản xuất và mọi quốc gia đã hỗ trợ nguồn cung cấp cho họ. Video cho thấy, người lính Ukraine này đang di chuyển giữa các vị trí ở phần còn lại của một ngôi làng hoang tàn sau các cuộc chiến theo hướng Avdiivka. Вот. Там где-то моя РПСка была. Где? А, где я сидел. Как дела? Да, нормально. Ты на повороте был? Да, вот тут. Вот. На повороте? Да, первая хата. Там же белый погреб. Да. Танк не работает на этом повороте? Да не, вроде. А там, посмотри, может, два рожка там где-то выпало. Вниз где-то. Ага. Да? Да. Спасибо. Бежал я пока тихо. Вот, что нужно обходить сейчас? Хлопцы уже пошли на выход, те, которые сидели. Те, которые сидели на выход? Да, ну, что на в погребе те сидели. А их поменяли? Да не, они сами пошли сменять чешали, я не знаю. Они на бороду выходили. На бороду выходили и пошли туда? Туда. Туда? Даже за железку. Ну это восьмерка, да, походу? Походу, да. Потому что семерка в первую очередь пошла. Потом должны были вы, потом они. Но вы же как не пошли, значит они. Ну я так понял. Ну ладно, все, удачки, хлопцы. Нашли? Нет. Блять, как? Ты в какую сторону ходил? Я сюда направил. А Йохан? Где вам мы пришли? Так, ну так можно было посмотреть, ебаный путь. Сейчас скажут, блять, работа, и шо? Ебать, я, конечно, все понимаю, блять. Пришли. И что ж мы слева пришли?
tại chiến trường Donetsk. Các binh sĩ Ukraine đang tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục giao chiến. Kết thúc bản tin, mời mọi người cùng xem lại những màn tấn công của sư đoàn tấn công số 92 Ukraine.